cơm ấy cơm thẳng đấy chứ đó bằng mặt bằng bằng á bằng không bằng Đấy. đó đó đúng rồi. Mình đang test máy laser Pico đấy. Anh chị có nhu cầu thì inbox trực tiếp mình theo số điện thoại 0987 274 995 hoặc số 08 666 86618 để được tư vấn và có những cái giá ưu đãi nhất cho mọi người nhé.